kính chức ban hành giáo, các anh chị em ban điều hành cho các hội đoàn của giáo xứ Trà Cổ, xin thay lời cho gia đình hết lòng cảm ơn ban hành giáo cũng như các hội đoàn và các gia đình được tin bà cố Teresa về nhà cha trên trời. Hôm nay quý vị đã vượt qua một quãng đường rất là xa, tại rất là sớm đi về hiện diện trong ngôi nhà của gia đình nơi bà cố đã gắn bó hơn 50 năm qua. Sự ra đi của bà cố để lại cho gia đình sự tiếc thương và nhất là lúc này bà cố chuẩn bị được di dợ di quan ra nhà thờ để tham dự thánh lễ cuối cùng trên hành trình dương thế. Thế nhưng giữa những thử thách, giữa những đau thương, gia đình nhận được sự quảng đại hy sinh của rất nhiều người. Cụ thể vẫn nhận được sự hy sinh của quý chức ban hành giáo, quý các hội đoàn nơi giáo xứ Trà Cổ, địa cầu tổ quốc xa xôi hiện diện với gia đình lúc này. Xin thay lời cho ông cố và các anh chị em trong gia đình, xin cảm ơn quý chức và anh chị em. Xin quý chức và anh chị em tiếp tục yêu thương gia đình, yêu thương bà cố, cầu nguyện cho bà cố Teresa được thánh Chúa. 9 giờ sáng nay, Đức Cha Giáo Phận cùng với quý cha sẽ dâng lễ an táng cho bà cố tại nhà thờ giáo xứ. Xin kính mời quý đoàn tham dự thánh lễ và đưa bà cố ra nơi an nghỉ. Sau đó, xin mời quý đoàn trở về gia đình cùng bữa cơm trưa với gia đình để ông cố và anh chị em có lời cảm ơn. Gia đình xin hết lòng cảm ơn. Thưa ban hành giáo cùng đại diện các hội đoàn của giáo xứ Hải Yên cùng với giáo xứ Trà Cổ từ nơi Móng Cái xa xôi, được tin bà cố hiện đã về nhà Chúa, ban hành giáo cũng như các hội đoàn đã vượt qua chặng đường rất là xa để hiện diện trước linh cữu bà cố và chia sẻ nỗi buồn với ông cố và gia đình. Thay lời cho cố và chị em trong gia đình, xin cảm ơn quý chức cũng như tất cả mọi người. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Teresa, người mẹ thân yêu của gia đình, sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và 9 giờ sẽ có thánh lễ an táng tại nhà thờ giáo xứ. Xin trân trọng kính mời quý chức, quý vị tham dự thánh lễ và đưa bà cố ra nơi an nghỉ tại vườn thánh, sau đó trở về gia đình ăn bữa cơm trưa gia đình để cô và anh chị em những lời cảm ơn lần nữa. Gia đình xin cảm ơn mọi người. Kính thưa ban tổ chức lễ tang và gia đình, kính thưa linh hồn bà cố Teresa Phạm Thị Thú kính quý, nhận được lời mời và tin báo buồn của gia đình, hôm nay đây đoàn kinh nhạc thành tâm chúng con đến từ giáo xứ Vạn Hoạch này cũng đã trở về đây cùng với thân nhân gia đình tăng quyến.
trang trọng tổ chức buổi lễ tiễn đưa thi hài bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn chúng con cũng không biết nói gì hơn. Con xin được đại diện anh chị em nhà công trong đoàn, xin gửi tới thân nhân gia đình tang quyến lời chia buồn phân ưu và sự cảm thông sâu sắc nhất. Trước hương trầm khói tỏa, đoàn xin dâng lên bà những bản nhạc tri ân để kính viếng bà. Giờ đây, nghi lễ dâng hương của đoàn chúng con xin phép được bắt đầu. Dưỡng dục áo dày cơm nặng, biển trời khôn xiết mấy công lao, nghĩa sinh thành ấp lạnh quạt nồng, tờ tóc những niềm chưa báo trà. Mẹ ơi, công đức và tình yêu thương của mẹ đã ban cho chúng con như trời như biển, nên non mới biết non cao, nuôi con mới biết được công lao mẹ hiền. Khi mà chúng con thấy và hiểu thấu được công ơn sâu nặng của mẹ cha, thì mẹ đã ra đi mãi mãi. Ôi làm sao nén được sự bùi ngùi tiếc thương, khi mà suốt cả cuộc đời của mẹ cũng chỉ vì con, vì cháu. Mẹ ơi, thế là từ nay đâu còn được gọi lời mẹ yêu thương nữa. Chúng con chỉ biết ở đây dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Xin Chúa thương thứ tha mọi lỗi lầm trong mẹ, để mẹ sớm được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên quê trời. Và giờ này đây, để đỡ đời cho các con, các cháu của bà, xin được kính tặng lên người mẹ hiền kính yêu với nhạc phẩm Lòng Mẹ. Truyền lại từ bao ngàn đời, hồi tưởng lại những thời thơ ấu, rồi chúng con được trưởng thành bằng bao giọt nước mắt, bằng bao giọt mồ hôi và những năm tháng đong đầy mưa nắng của mẹ. Nhưng mẹ ơi, vẫn biết trần gian là cõi tàm, thiên đàng vĩnh cửu chốn trường sinh, công cha nghĩa mẹ ơn nuôi dưỡng, cánh tựa non cao
tựa biển trời. Và giờ này đây, để đỡ lời cho các con, các cháu của bà, xin được tiễn biệt người bà, người mẹ về nơi nước Chúa qua nhạc phẩm Đường Đi Có Chúa. Trên thiên đàng mẹ gặp được Chúa Chí Tôn. Lạy mẹ Maria là đấng hằng cầu bầu. Con xin mẹ hãy cầu bầu cùng Chúa, cho mẹ của chúng con sớm được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên quê trời. Và giờ này đây, với nhạc phẩm Mẹ ơi hãy đem con về trời, cho phép đoàn kinh nhạc chúng con được đỡ lời cho toàn xác quyến tăng gia, xin được kính tặng lên người mẹ hiền kính yêu. Chúng con đến từ giáo xứ Vạn Hoạch đến đây đã được chu viên, đoàn xin nguyện cầu cho linh hồn bà sớm được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên quê trời. Và một lần nữa, đoàn chúng con xin chia buồn cùng gia đình tang quyến. Kính viếng linh hồn bà cố Teresa. Kính thưa gia đình tăng quyến, bà cố Teresa là thân phụ của cha Vicente Nguyễn Thanh Bình. Được tin bà cố được Chúa đón nhận về nơi nước hàng sống, ban hành giáo nhà xứ giáo xứ Thánh An Tôn thay mặt cho hội đồng giáo xứ Thánh An Tôn đến có nén hương, vòng hoa và chia buồn cùng gia đình tang quyến. Năm 2015, khi đó cha Nguyễn Thanh Bình
là thầy đã về giúp sứ giáo sứ Thánh An Tôn. Ban hành giáo nhà sứ bày tỏ tấm lòng tri ân với linh hồn bà cố Teresa và chia buồn sâu sắc. Xin Chúa sớm đón nhận linh hồn bà cố Teresa về nơi nước hằng sống. Xin cảm ơn cha xứ Joachim và quý chức ban hành giáo, các hội đoàn cùng cộng đoàn giáo xứ Thánh An Tôn. Trong suốt thời gian con được mục vụ tại giáo xứ, đã đón nhận được rất nhiều những tình cảm của cộng đoàn giáo xứ, và qua những lần thăm viếng trong 10 năm qua, cộng đoàn giáo xứ vẫn luôn yêu thương gia đình, yêu thương đến bà cố Teresa, và nhất là hôm nay cộng đoàn giáo xứ đã hiện diện để chia buồn với ông cố và gia đình, và dâng lên những lời kinh cầu nguyện cùng Thiên Chúa đón nhận bà cố Teresa vào hưởng nước trời. Xin thay lời cho gia đình nhất lòng cảm ơn quý chức và cộng đoàn. Và vào lúc 9 giờ sáng sẽ có thánh lễ an táng cho bà cố tại nhà thờ giáo xứ. Sau đó bà cố được an nghỉ tại vườn thánh giáo xứ. Xin kính mời quý chức ở lại tham dự thánh lễ và tiến đưa bà cố ra nơi an nghỉ, sau đó trở về gia đình để ăn cơm trưa với ông cố và gia đình, để gia đình được hậu tạ. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý cụ, quý ông, quý bà, kính thưa các quý vị nghe khách gần xa của bà con đối phương. Lúc sinh thời, bà cố Teresa Phạm Thị Thú, bà là người bà thủy chung son sắt, người mẹ, người bà rộng lượng bao dung, hết lòng yêu quý gia đình và thương yêu các con, các cháu. Bà cố Teresa Phạm Thị Thú luôn giữ trọn tình đoàn kết trong họ tộc bên nội bên ngoài, cũng như giống chặt hòa tình cảm với bà con làng xóm. Bà cố thực sự là tấm gương sáng và tấm lòng trung thực, vị tha và nhân hậu. Chẳng có bao thăng trầm sóng gió của cuộc đời đã rèn luyện cho bà cố Teresa một đức tính hăng say trong lao động sản xuất chân thành và chất phác. Ai đến với bà cố, bà đều tỏ lòng tôn trọng quý mến, mà bà đến với ai cũng luôn luôn hòa nhã, niềm nở với mọi người. Cho nên bà cố Teresa Phạm Thị Thú luôn được những người xung quanh tin yêu và quý trọng. Tuy nhiên thời gian, tuổi tác và bệnh tật đã không cho bà cố còn có thể được sống lâu thêm trên cõi đời này nữa. Vẫn biết rằng cá sổ về cội, nước chảy về nguồn. Biết rằng thân cát bụi nay lại trở về với cát bụi, nhưng vẫn đau lòng với cảnh tử biệt sinh nhi. Hôm nay đây, cho dù nơi bà cố Teresa Phạm Thị Thú bà trở về có là thiên đường của chú, thì trong lòng ông cố cùng toàn thể các con các cháu anh chị em thân tộc của bà cố vẫn cứ mãi khổ lắm. Một đứa đau vĩnh viễn mất đi người vợ, người mẹ, người bà, một người thân hữu muôn vàn thương tình. Sáng nay trở về bên chốn ăn tiệc của bà cố Teresa Phạm Thị Thú, anh chị em họ tộc nội ngoại dâng lên bà cố Teresa Phạm Thị Thú những đóa hoa tươi cũng như những lời cầu nguyện. Cầu Thiên Chúa dang rộng vòng tay cứu rỗi linh hồn bà cố Teresa Phạm Thị Thú sớm được trở về hưởng hồng ân Thiên Chúa. Kính thưa các cụ công các bà, kính thưa
các quý vị yêu khách gần xa, thưa bà con núi sông. Vậy là kể từ nay trở đi, bà cố Teresa Phạm Thị Thú đã rời xa căn nhà tạm nơi cõi trần gian. Để bà trở về căn nhà vĩnh cửu nơi nước thiên đàng. Bà cố nặng nề ra đi không một lời chắc chúi, cũng chẳng một câu giá tử. Nhưng để lại phía sau là nỗi đau của chồng con, anh chị em thân tộc đồng ngoại. Còn lại quê hương Não Phú, Tân Phong, nơi bà cố Teresa Phạm Thị Thú đã gắn bó sinh sống suốt cả cuộc đời. Bà cố Teresa đã bỏ lại tất cả những tâm tư, những tình cảm, những thành quả lao động mà cả cuộc đời bà cố Teresa đã bỏ công sức ra bôn đắp bấy lâu. Hôm nay đây, bà cố Teresa không còn nữa, chỉ còn lại những cánh hoa tươi, những nén nhang chậm và những lời cầu nguyện. Kể từ nay trở đi, hình bóng bà cố Teresa Phạm Thị Thú chỉ còn lại trên hương án, và chỉ còn lại trong những giấc mơ và ký ức của ông cố và các con các cháu mà thôi. Xin nguyện cầu cho bà cố Teresa Phạm Thị Thú đời nước thiên đàng sớm được hưởng hồng ân Thiên Chúa. Của dịch vụ tới đây hòa thảo cũng xin được thành kính có lời phân ưu chia sẻ thương đau mất mát tới ông cố cùng toàn thể con cháu cũng như thân tộc nội ngoại của bà cố. Kính thưa mẹ, trước khi chúng con đưa mẹ về nhà thờ, bố và anh chị em chúng con các cháu hiện diện trước di ảnh của mẹ để dâng lên mẹ nén hương, bông hoa để bày tỏ lòng yêu mến của bố cũng như chúng con với các cháu dành cho mẹ. Và bằng gia đình đang rất đau buồn nhưng mà cũng rất hạnh phúc vì cả cuộc đời của mẹ đã dành cho gia đình một gương mẫu về một con người rất hiền lành, một gương mẫu về một cuộc đời của một người tín hữu rất đạo đức, luôn luôn tín thác cậy trông vào Chúa. Và cho dẫu mẹ phải đón nhận bệnh tật gần 2 năm qua, nhưng mà mẹ luôn luôn rất lạc quan, tin tưởng. Mẹ cũng động viên chúng con, động viên bố tiếp tục cuộc sống đã chăn trối cho bố và chúng con tất cả. Và trong con tim, mẹ đã kết thúc cuộc đời thật đẹp, đẹp trước mặt Chúa và đẹp trước mặt người đời. Và chúng con tin tưởng cậy trông tất cả những hy sinh, những vất vả mà một lòng tín thác như vậy thì Chúa sẽ đón nhận mẹ vào nước hằng sống. Chúng con cũng thay lời cho bố, cho anh chị em cùng các cháu xin lỗi mẹ vì những thiếu sót mà chúng con trong bổn phận làm chồng, làm con, làm cháu nhiều khi làm cho mẹ phải buồn. Đừng xin mẹ hãy tha thứ tất cả cho gia đình và mẹ hãy an vui để trở về với Chúa. Giờ đây bố cùng chúng con các cháu dâng lên mẹ những nén hương, xin mẹ đón nhận những tấm lòng của chúng con.
chức linh hồn mẹ, thân xác mẹ nằm đây, chúng con cũng không có đông đủ để thắp cho mẹ nén nhang tiễn biệt mẹ lần cuối. Ngay cả lúc lâm chung đâm bệnh nằm xuống đau đớn này, mất mát này, chúng con cũng không giúp gì được mẹ, được cho mẹ. Để bày tỏ lòng biết ơn, tấm lòng rộng lớn biển cả của mẹ, chúng con chỉ biết cúi đầu xin được cầu nguyện cho linh hồn của mẹ sớm được trở về với con đường mà Chúa đã mời gọi. Thay mặt cho gia đình nhỏ của con, cho con xin được lạy mẹ một lần để tạ ơn mẹ. Kính thưa hương hồn cụ cố Teresa Phạm Thị Thú, kính thưa gia đình tan quyến, kính thưa quý khách gần xa, bà cố Teresa được Chúa gọi về, nhận được tin bà đã rời xa nơi trần thế về hưởng nhan thánh Chúa. Hội Phường Trống Giáo xứ Long Phú có truyền thống đền ơn đáp nghĩa với những người đã quá cố. Kính thưa gia đình tăng quyến, bà cố Teresa Phạm Thị Thú có người con trai là anh Nguyễn Văn Tưởng, là hội viên Hội Phường Trống. Nay Hội Phường Trống xin được chia sẻ nỗi đau thương chia ly mất mát vô cùng to lớn với gia đình tăng quyến. Không có gì quả nấp được. Cùng với đó, Phường Trống xin được nghiêng mình đầy thành kính trước linh hồn bà cố, cầu cho hương hồn bà cố tống về hưởng nơi thánh nhang Chúa. Một vòng hoa thắm, một nén hương thơm và một phút mặc niệm xin được bắt đầu. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Sang, là trưởng ban Hội Phường Trống lên thắp hương kính viếng hương hồn bà. Xin kính mời. Sau đây là những nhịp điệu của Phường Trống xin được bắt đầu. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà
họ hàng nội ngoại, thân bằng quý hữu gần xa, cùng toàn thể nhân dân về trước sân gia hiếu. Vĩ tăng của Phạm Thị Thú xin phép được bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa gia đình tăng quyến, thân bằng quý hữu gần xa, cùng toàn thể nhân dân có mặt trong buổi lễ tang hôm nay. Cụ Phạm Thị Thú, người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội viên hội người cao tuổi xã Tân Phong, không may mắc căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù cụ đã được gia đình cùng các giáo sư, bác sĩ hết lòng tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do sức yếu bệnh trọng, cụ đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng vào hồi 23:25 ngày 1/5/2024, tức ngày 23/3/2024. Trái tim cụ đã ngừng đập. Cụ đã vĩnh biệt chúng ta, vĩnh biệt gia đình và quê hương, về quê vĩnh hằng, hưởng thọ 71 tuổi. Sau khi nhận được tin cụ từ trần, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phong đã thành lập ban lễ tang gồm các ông bà có tên sau: 1. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã, trưởng ban. 2. Ông Bùi Trường Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phó ban. 3. Ông Bùi Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ủy viên. 4. Bà Đoàn Bích Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, ủy viên. 5. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ủy viên. 6. Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã, ủy viên. 7. Ông Bùi Đức Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, ủy viên. 8. Ông Phạm Đình Cảnh, trưởng thôn Lão Phú, ủy viên. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Kiểm, đại diện gia đình nhà hiếu, tham gia ban lễ tang. Về dự lễ tang của Phạm Thị Thú, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã; và Vũ Thị Thuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; ông Ngô Quốc Năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã; ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân xã. Có các ông, các bà trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện cho các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, cơ sở chính quyền thôn, làng văn hóa Lão Phú, cùng các cụ, các ông, các bà, thân bằng quý hữu gần xa và toàn thể nhân dân về dự lễ tang hôm nay. Sau đây là phần lễ viếng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn do ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã làm trưởng đoàn, nên đặt vòng hoa, thắp hương, kính viếng hương hồn cụ. Giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho các ban, ngành đoàn thể của địa phương do bà Bùi Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã làm trưởng đoàn, lên thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ và nhân dân thôn Lão Phú, đoàn ông Phạm Đình Cảnh, trưởng thôn, lên đặt vòng hoa, thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện cho làng văn hóa Lão Phú, đoàn do cụ Đỗ Thiên Đường, trưởng làng, lễ thắp hương kính viếng hương hồn cụ.
cảnh bần cùng lạc hậu, nạn đói và dịch bệnh triền miên luôn ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như người dân, như gia đình cụ. Còn nhỏ, cụ được gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng, để cùng chúng bạn cắp sách đến trường, tiếp thu nền giáo dục mới, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Cụ là người con thứ 8, trong gia đình có 9 anh, chị em. Trước hoàn cảnh gia đình và xã hội ngày ấy đã không cho phép cụ được học cao hơn nữa, cụ đã phải sớm nghỉ học, tham gia lao động sản xuất để phụ giúp bố mẹ. Từ thời gian như dòng chảy không ngừng trôi, theo nét tự nhiên quy luật của đời người, năm 1974, cụ đã gặp và xây dựng gia đình riêng với cụ ông là người thôn Não Phú, xã Tân Phong. Cụ ông là người hiền lành, mẫu mực, ngày ấy đang là sĩ quan quân đội, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, theo học tại trường sĩ quan cao cấp. Kể từ khi hai cụ về chung một mái nhà, thì cụ ông vì công việc, vì nhiệm vụ, gần như thường xuyên vắng nhà, chỉ về thăm gia đình mỗi khi được nghỉ phép. Cụ bà ở nhà một mình đã chăm sóc và nuôi dạy các con, đã phải chịu đựng rất nhiều vất vả và gian nan. Ngày ngày, cụ mệt mài trên những cánh đồng, thửa ruộng, tham gia lao động sản xuất nông nghiệp cùng với bà con xóm làng. Cụ biết rằng đất không bao giờ phụ lòng người, dù một ngày mai sẽ cho gia đình cụ những quả thơm, trái ngọt. Là một nông dân chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng chế độ cũ, nhưng cụ đã biết cái cốt lõi ở đời là phải sống có đức, có tâm, những nét đẹp, nhân, lễ, nghĩa, những dòng buộc khắc khe của lễ giáo phong kiến chưa thoát khỏi lũy chân hàng. Vậy mà cụ đã biết kết hợp được hài hòa, vững vàng trong lúc khó khăn nhưng không xưa cử, kiên trì nhẫn nại trong ứng xử nhưng không mềm yếu. Niềm tin vào một ngày mai tươi sáng đã cho cụ sức mạnh vượt qua phong ba, bão táp của cuộc đời. 71 năm cụ đã sống, cụ đã trải qua và chứng kiến những giai đoạn thăng trầm của xã hội, có những niềm vui và hạnh phúc, có những khổ đau và hạnh phúc, khó khăn trọng chất nên đôi vai người phụ nữ. Cụ là người của công việc, luôn tìm việc để làm. Cụ luôn nghĩ rằng đời mình đã khổ, vất vả bao nhiêu, cũng muốn gắng chịu, nhưng đừng để các con mình phải khổ. Không cho con được gì nhiều, đã cho con được hình hài, cho con được cái chữ, cho con được cái đức, cái tâm, cách sống, lối sống ở đời để lập thân, lập nghiệp bằng người. Nhưng từ cuộc đời cứ như vậy êm mà trôi đi, thì cuộc đời cụ và gia đình cụ sẽ hạnh phúc biết bao. Tiếp thay, cụ đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù cụ đã được gia đình hết lòng chạy chữa thuốc thang, chồng con của cụ đã không tiếc công, tiếc của, nghe đâu có thầy hay thuốc quý là tìm đến để chữa trị cho cụ. Cụ vẫn âm thầm đón nhận chịu đựng mọi sự đớn đau của bệnh tật. Thời gian qua, căn bệnh quái ác ấy cứ dày vò, giằng xéo, hành hạ cụ, để rồi vào hồi 23 giờ 25 phút ngày 1 tháng 5 năm 2024, tức ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn, trái tim cụ đã ngừng đập. Kính thưa các vị đại biểu, người ta thường nói sinh lão bệnh tử là quy luật của trời đất, đời người dù ngắn hay dài rồi ai cũng vậy. Có ai tin rằng cuộc đời có số phận? Nếu có thì không sao cưỡng lại được. Cát bụi lại trở về với cát bụi, có ai sống mãi được đâu. Vậy thì cụ hãy yên lòng thanh thản ra đi theo quy luật muôn đời của tạo hóa. Có thể nói rằng làm tròn nghĩa vụ của một người công dân đối với đất nước là làm tròn bổn phận của người làm dâu, làm mẹ, gương mẫu trước cháu con, giữ gìn đoàn kết, hết lòng vì gia tộc, hòa thuận trong gia đình, thủy chung với xóm làng, với đức tính ngay thẳng, thật thà, thương người, độ lượng, vị tha, cần cù chịu đựng, cách sống tốt đời, đẹp đạo của cụ đã nói nên tất cả về phẩm chất con người của cụ. Cụ sinh được 4 người con, 1 người con gái, 3 người con trai và nhận đỡ đầu thêm 4 người con khác. Các con trai gái dâu rể của cụ, mỗi người một công một việc. Có người làm linh mục tại nhà thờ Tân Hưng, huyện Tiên Lãng, có người làm công nhân, người làm nông nghiệp, người kinh doanh, buôn bán, tự do, vân vân. Đều là những công dân gương mẫu, trách nhiệm với quê hương, đất nước, luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Thú kính mến, hôm nay
cán bộ và nhân dân địa phương cùng những người thân của cụ về đây làm lễ chia tay vĩnh biệt cụ. Vĩnh biệt một con người đã cùng dân làng nhiều năm dài chung sống, vật lộn với đời, vượt qua gian khó, xây dựng một làng quê thanh bình, hạnh phúc. Chắc chắn hình ảnh của cụ và những công lao đóng góp của cụ sẽ còn sống mãi trong lòng của người dân địa phương. Trong giờ phút đầy thương tiếc và xúc động này, thay mặt nhân dân và cán bộ địa phương, tôi xin chia sẻ cùng Tăng Quyến trước lúc đau thương mất mát to lớn này. Để tỏ lòng thương nhớ cụ, xin kính mời các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân đứng dậy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, xã Tân Phong. Kính thưa các vị lãnh đạo làng văn hóa thôn Não Phú. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, ban hành giáo và các hội đoàn của các giáo họ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà là bạn bè, họ hàng, bên nội, bên ngoài. Các gia đình, thông gia, liên gia, bà con, thôn xóm. Thật không may cho gia đình chúng tôi có bà cố Teresa Phạm Thị Thú bị bệnh trọng qua đời. Mặc dù gia đình chúng tôi và các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng người thân của chúng tôi vẫn không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 23 giờ 25 phút ngày 1 tháng 5 2024. Đây là một tổn thất rất lớn đối với gia đình chúng tôi. Từ khi chị tôi lâm bệnh đến tận những phút cuối cùng và cả buổi tang lễ từ hôm qua đến hôm nay, chúng tôi đã nhận được rất sự chia sẻ giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, các ông bà, các bác, các anh, các chị, bạn bè trong giây phút đau thương này. Được sự ủy quyền của gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới quý đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, xã Tân Phong, các vị lãnh đạo làng văn hóa thôn Não Phú, các quý vị đại biểu đại diện cho cơ quan đoàn thể, quý cha, quý tu sĩ, quý ban hành giáo và các hội đoàn của các giáo họ, các cụ, các ông, các bà là bạn bè, họ hàng bên nội, bên ngoài, các gia đình thông gia, liên gia, các bà con thôn xóm đã đến chia buồn và giúp đỡ gia đình chúng tôi tổ chức buổi tiễn đưa này. Trong lúc tăng gia bối rối, không tránh khỏi sơ suất, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ. Sau khi đưa chị tôi về nơi an táng, tôi xin kính mời mọi người trở lại gia đình dùng bữa cơm trưa cùng anh tôi, các cháu và anh em chúng tôi để chúng tôi được sự chia sẻ cảm tạ. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Đại chúng Viện Thánh Giuse Hà Nội. Nay là thành kính về chư Đăng Tiền dâng hoa dâng lễ và dâng lời cầu nguyện để cầu nguyện cho Phạm Cố Tê Đê Sa Phạm Thị Thú sớm được trở về được tôn nhang Thánh Chúa. Xin trân trọng kính mời. Tin bà cố từ xa rút buổi về, anh em chúc con đang diện cho anh em cùng lớp với cha với sư tê trên đường chia sẻ nỗi buồn với cha cũng nhiều gia đình sự mất mát này. Chúc con xin nói lời chia buồn và cũng cầu nguyện cứ riêng cho bà cố từ xa. Là người tín hữu Chúa Kitô, người đã tin vào Đức Giêsu Kitô để làm phục sinh, xin Chúa thương đưa bà cố và đường tôn thánh Thiên Chúa và trong tâm tình cầu nguyện chúng con xin mọi người cùng hiệp ý chúng con trong lời cầu nguyện. Thiên Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Hãy đọc cũng như trên sàn, xin tha cho chúng con hôm nay đến cùng ngày và tha là chúng con như chúng con cũng tha thể là con là chúng con tha cho chúng con. Hai cha, gia đình chúng con trong lúc này và trong những ngày qua rất là đau buồn vì sự ra đi của người mẹ kính yêu của chúng con, nhưng ngang qua những mất mát, những tổn thất thì chúng con được đón nhận tình thương của Chúa, ngang qua sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý sơ, quý thầy cùng cộng đoàn. Nhất là hôm nay chúng con được đón nhận tình cảm của quý cha thuộc khóa 17 của Đại chúng Viện. Con xin hết lòng cảm ơn quý cha và thay lời cho bố con. Sau khi đưa mẹ con ra nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng con trân trọng kính mời quý cha trở về gia đình để ăn cơm trưa với gia đình, để bố và anh chị em chúng con được bày tỏ tâm tình tri ân. Chúng con xin tri ân quý cha. Tha phần phạt cho linh hồn Vicente
Teresa chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc còn ra nơi lửa đền thì xin mở cửa tu rạc ấy cho ra mà đem lên chốn hướng mọi sự vui thật là lưu thiện. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con. Kính thưa Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ Giáo phận, kính thưa Cha xứ Giáo xứ Nhân Nghĩa và hai cha cũng là đại diện cho quý cha quý sơ của Giáo xứ Đồng Bình quê hương của chúng con. Hôm nay gia đình chúng con xin cảm ơn quý cha đã hiện diện để chia sẻ nỗi mất mát to lớn đối với bố của chúng con cũng như anh chị em chúng con. Xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng và hướng về di ảnh của bà cố Teresa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao dồi cho nam hồi thánh đường. Xin Chúa ngôi ba, hãy nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuần thâm xa hồn tràn lan ơn tiên. Ấy Chúa, Chúa là đấng chọn tốt chọn lành vô cùng. Phán nghìn lỗi kia cùng Chúa thì còn lo. Teresa phải bỏ lại căn nhà nơi đã sinh sống giữa người thân. Nhưng chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất này là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên là ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Chỉ một lát nữa thôi, bà cố Teresa sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Ngôi nhà đã cùng với bà cố trải qua bao thăng trầm thử thách, bao niềm vui nỗi buồn. Ngôi nhà đã xây dựng nên biết bao tình thân yêu ruột thịt của
của bốn người làm vợ và làm mẹ. Nghi thức độc quan nhắc nhớ chúng ta rằng bà cố Teresa giờ đây sẽ rời ngôi nhà trần gian để về ngôi nhà vĩnh cửu là quê trời, sẽ rời bỏ những người thân yêu ruột thịt của gia đình mình để đến với gia đình ba ngôi Thiên Chúa, cùng hợp đoàn với các thiên thần và các thánh trên trời. Vì vậy, trong lúc ly biệt đau đớn này, chúng ta hãy tin tưởng phó dâng bà cố Teresa trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa toàn năng, chờ ngày tái ngộ trong nhà Cha trên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm chị em thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô là đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta và hãy tha thiết cầu xin. Lạy Chúa, chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đối diện với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, đứng trước cảnh ly biệt tang tóc và trong những giây phút đau thương đầy bối rối này, xin Chúa yên ủi chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh bà cố Teresa và hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con khẩn khoản này xin Chúa rủ tình thương xót, ghé tai nghe lời chúng con cầu nguyện. Xin cho linh hồn tôi tớ Chúa là bà cố Teresa mà Chúa đã chuyển ra khỏi đời này, được đưa vào chốn bình an đầy ánh sáng và được chung hưởng phần phúc với các thánh của Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha giàu lòng thương xót là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi. Chúa yêu thương chúng con bằng tình yêu muôn thuở và biến đổi bóng tối sự chết thành rạng đông sự sống. Chúng con này xin Chúa đoái nhìn các con cái Chúa đang sầu thương khóc lóc. Lạy Chúa, xin trở nên chốn nương thân và sức mạnh của chúng con, để từ cảnh tối tăm khổ đau đầy nước mắt này, chúng con được đưa lên hưởng ánh sáng và bình an trước tôn nhan Chúa. Lạy Chúa, con Chúa, Chúa chúng con đã chết để hủy diệt sự chết và đã sống lại cho chúng con được sống. Chúng con này xin Chúa cho chúng con biết chạy đến với người, để một ngày kia sau cuộc đời chúng qua này, chúng con được đoàn tụ với bà cố Teresa. Ở đó, Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên khuôn mặt chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
xin được chia sẻ cùng các quyến. Trước lúc bà đi xa tại ngôi nhà cổ này, bà cố tên cha Trần Thị Phú đã cùng họ tộc góp công góp của cùng toàn thể gia tộc xây dựng nên ngôi nhà cổ để thuyết thờ cung kính tổ tiên nơi trần gian. Bà mất đi là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với chi tộc. Bà cố Teresa dưới thế gian này còn gì khiếm khuyết thiếu sót, xin Chúa xót thương đón nhận bà Teresa về hưởng tôn nhân Chúa. Sau đây xin mời mọi người hợp ý cùng chúng tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa.
kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ giã cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi. Con đây bao lỗi lòng, nguyện Chúa ân xa thứ tha. Lòng thành thề hứa, bước theo đường diệu về Chúa. Chúa tới gọi con về, trong ngày Chúa đến. Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa. Kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa. Thank you.
nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Trọng kính quý cha quản hạt, kính thưa quý cha trong và ngoài giáo phận, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ chúng sinh, quý vị ở trong gia đình thân tộc của bà cố và toàn thể anh chị em thân mến. Sáng hôm nay, đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận quy tụ chung quanh bà cố Teresa để cùng dâng thánh lễ, cầu nguyện và tiễn đưa bà cố về nơi an nghỉ cuối cùng chờ ngày phục sinh trong Đức Giêsu Kitô. Chúa đã ban cho bà cố 70 năm sống trong cuộc đời, và trong cuộc đời của người Kitô hữu, bà cố đã thi hành cái chức năng của người tín hữu, của người vợ, của người mẹ và của người giáo dân trong giáo xứ này một cách tốt đẹp. Bà cố đã đóng góp cho giáo xứ trong công việc của một bà trương lo công việc đạo đức, cùng với ông cố đã từng là trùm cà ở tại giáo xứ này bao nhiêu năm và cùng nhau để xây dựng giáo xứ này. Trong số 4 người con của bà cố đã dâng cho Chúa một người tên là Vicente Nguyễn Thanh Bình, hiện nay là cha xứ Tân Hưng. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội chúng ta, cắt riêng những người con cái trong giáo phận Hải Phòng, có những người tín hữu đã sống đời sống đạo một cách tốt đẹp, để từ cái đời sống đạo, đời sống đức tin đó đưa đến những gia đình có giáo dục đức tin Kitô giáo và góp phần xây dựng cộng đồng dân Chúa ở tại nơi đây. Chúng ta cầu xin Chúa thương đến bà cố, xin tha thứ tất cả mọi lỗi lầm thiếu sót vì vô tình hay hữu ý khi bà cố con còn sống trên trần gian, để thường bà cố được nguồn hạnh phúc trong nước trời. Và chúng ta cũng xin bà cố khi về bên Chúa tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ Lão Phú, cầu nguyện cho những người trong gia đình còn ở lại, và cắt riêng gìn giữ cha Bình để Ngài sống đời sống của một người mục tử theo lòng của Chúa và bà cố mong ước. Giờ đây chúng ta cùng nhìn nhận mọi tội lỗi thiếu sót, xin Chúa tha thứ để xứng đáng tham dự vào cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng. Chính Đức Giêsu sẽ cho người con cái Chúa
là bà cố Teresa Phạm Thị Thu được phục sinh vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lời Chúa trong sách Gióp. Bấy giờ ông Gióp lên tiếng: Có ai giúp tôi viết lại lời tôi? Có ai thay tôi dùng bút sắt, bút đồng chép lại, khắc vào đá để lưu giữ muôn đời? Tôi biết đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và cuối cùng tôi sẽ đứng dậy trên bụi đất. Sau khi lớp da của tôi bị tan nát, từ xác này tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa của tôi. Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn Ngài và nhận ra Ngài chứ không phải ai khác. Đó là lời Chúa. Này đồng cỏ non xanh tươi, Chúa đưa tôi vào nghỉ ngơi. Và suối nước trong miền Nam ngát hương tuyệt vời. Người đưa tôi đi đến dòng suối mát để tôi no say ân tình thơm ngon. Và trong nhà người Ngài dọn bàn ăn thơm ngon trước mặt bao kẻ thù và sống trên tôi dầu thơm chưa chan ân tình. Ngài trao cho tôi ly rượu chan chứa đầy dư ơn thiêng như lời đoán hứa, để từ đây hồn tôi sướng vui thành thơ. Dù trong đêm đến tôi đi bước qua thung lũng hiểm nguy, nào có lo chi, Ngài luôn đỡ nâng hộ trì. Dìu tôi đi trên con đường ngay chính, đàn trên tay tôi cây trường vinh thông, để vượt qua ngàn muôn khó nguy lầm than. Trọn cuộc đời nơi dương gian phúc ân Chúa ban ngàn năm, lòng Chúa nhân từ hằng thương xót ai công bình.
Ngài ban cho tôi nó đầy ơn phúc, đời tôi trăm năm bên Ngài vui bước, và lòng tôi từ nay chưa tràn buồn vui. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người sao? Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của Người, chúng ta cùng được mai táng với Người. Để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải sống đời sống mới như vậy. Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Chúng ta biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không còn chết nữa, sự chết không còn thống trị được Người nữa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tôma nói với Người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, kính thưa ông cố và tăng quyến, trích đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là phần đầu của diễn từ giã biệt mà Đức Giêsu đã ngỏ với các môn đệ của mình trong bữa tiệc ly. Đó là những lời tâm tình thật sự cảm động, thân tình, tha thiết và rất hiện sinh. Đó là những lời thực sự làm chúng ta được an ủi, được thêm vững mạnh và ngập tràn hy vọng. Và hơn hết, những lời này còn là một bảo đảm cho hành trình ơn cứu độ của chúng ta. Lòng anh em đừng xao xuyến. Thưa cộng đoàn phụng vụ, đây là một lời trấn an rất là hiện sinh, vì nó đụng đến kinh nghiệm sống của tất cả chúng ta. Thật thế, dù chúng ta có ở mức độ khác nhau,
nhưng hẳn ai trong chúng ta cũng đã hoặc sẽ có những trải nghiệm về sự lo âu xao xuyến, bởi vì cuộc sống vốn dĩ đã mang nơi nó đầy những bất ổn. Nào là những âu lo về công ăn việc làm, nào là về cuộc sống ngày mai, nào là những phức tạp trong đời sống gia đình. Có những thứ lo lắng đến từ hoàn cảnh bên ngoài, như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và những bất ổn khác. Nhưng mà cũng có những băn khoăn lo lắng xuất phát từ chính sự mong manh, mỏng giòn của thân phận con người. Lo sợ sự cô đơn, già nua, bệnh tật, và một điều không thể tránh là lo lắng về cái chết của mình cũng như của những người thân yêu. Nhà triết học hiện sinh người Đức là Martin Heidegger, khi suy tư về con người thì ông đã nói về sự xao xuyến này như sau: con người là một hữu thể bị ném vào cuộc đời này, hiện hữu giới hạn trong thời gian, nghĩa là con người sống để mà chết. Và bởi con người sống và đi đến cái chết không thể tránh khỏi, cho nên con người cứ mang nỗi khắc khoải khôn nguôi nơi mình. Đã là con người thì chẳng ai có thể vô sự được về vấn đề này. Và thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời được ví như một hành trình tiến về cái chết đáng sợ, lo lắng thật sự. Nhưng điều thật sự làm chúng ta bồi hồi sợ hãi chính là làm sao chết có ý nghĩa, hay nói cách khác là cái gì ở đằng sau cái chết này, cái đích điểm thật sự của hành trình cuộc đời chúng ta là gì, là hư vô chăng, là kết thúc ở nấm mồ chăng. Cái ấy mới làm chúng ta khắc khoải khôn nguôi. Xuân Diệu, nhà thơ Xuân Diệu, trong một tập thơ trong cái tuyển tập Gửi Hương Cho Gió xuất bản năm 1945, trong đó có bài thơ Hư Vô. Bài này cho có 6 cái khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 dòng. Tôi xin được phép đọc 3 cái khổ thơ cuối cùng. Đầu cái khổ thơ, cái dòng đầu tiên của khổ thơ thứ nhất, Xuân Diệu nói: nhưng mà tôi sẽ chết than ôi. Và 3 cái khổ thơ cuối nói rằng: chóng chóng ngày thơ vụt đến xuân, mau mau ngày mạnh yếu phai dần, ngày già vội vội mang sương đến, tuổi chết đây rồi lụt bóng chân. Đêm kia ta thức một mình đau, nghe tiếng giờ đi não dạ sầu, bạn ở bên mình duy ngọn nhỏ, con đèn chống chọi với đêm thâu. Tôi run như lá, tái như đông, trán chảy mồ hôi, mắt lệ phồng. Năm đẩy tháng dồn tôi đã đến, bên bờ lạnh lẽo cõi hư không. Thưa quý ông bà anh chị em, nhà thơ đã run lên cầm cập và tái người đi khi nghĩ đến cái chết, và nhất là cái chết ấy lại đưa đến hư không. Người Kitô hữu chúng ta nhờ đức tin, chúng ta biết rõ ý nghĩa và đích điểm của cuộc đời chúng ta không dừng lại ở cái chết, không kết thúc ở hư vô, nhưng là chính Thiên Chúa. Hành trình cuộc đời có đích điểm là chính Thiên Chúa. Vì thế, những lời Đức Giê-xu đã nói với chúng ta: đừng, anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Những lời này thực sự là những lời an ủi, nâng đỡ chúng ta và tăng thêm sức mạnh, nghị lực cho chúng ta trong những cơn thử thách của cuộc sống. Khi các môn đệ xao xuyến không biết đi về đâu, thì Chúa Giê-xu nói với các ông: Thầy đi dọn chỗ cho anh em.
để Thầy lại đến và đem anh em đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với Thầy. Khi các môn đệ xao xuyến không biết hướng đi của tương lai thì Ngài lại nói: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tâm trạng của các môn đệ khi xưa cũng chính là tâm trạng của con người mọi thời, tâm trạng của chúng ta hôm nay. Lời Chúa Giê-xu nói với các tông đồ khi xưa cũng là những lời hứa bảo đảm cho chúng ta hôm nay. Cách riêng nói với ông cố và toàn thể tang quyến trong thử thách này. Tin, thưa quý ông bà anh chị em, là một sự tín thác vào lời của một ai đó. Và diễn từ ly biệt mà Chúa Giê-xu ngỏ với các môn đệ là một lời mời gọi chúng ta đặt niềm tin vào chính Ngài, lời của Chúa Cha. Tin vào Đức Giê-xu cũng là bắt đầu một hành trình, là lên đường, là từng bước theo chân của Chúa, là bắt đầu vào con đường hẹp, con đường của thập giá, nhưng cũng chất chứa đầy hy vọng phục sinh. Bà cố đã có đức tin vào Đức Giê-xu thì khi còn là một cô gái tuổi đôi mươi, khi quyết định về chung sống cùng nhà với ông cố. Và từ đó bà cố cứ tiếp bước Chúa Giê-xu, theo Chúa trong những thăng trầm của cuộc đời và những bổn phận gia đình. Dần dần hẳn là bà cố hiểu con đường tin theo Đức Giê-xu, nó gập ghềnh, đau thương, hy sinh cố gắng thế nào. Ông cố 25 năm phục vụ đất nước trong quân ngũ. Điều này đủ để chúng ta hình dung ra áp lực của một người mẹ đối với lại bốn người con. Và sau khi xuất ngũ, ông cố tiếp tục tham gia hai khóa ban hành giáo. Và những ai đã tham gia làm việc trong ban hành giáo đều hiểu là nếu không có sự nâng đỡ của những người thân trong gia đình thì rất khó một sự toàn tâm, toàn ý và hết lòng cho những thiện ích chung của giáo xứ và giáo hội. Và điều này chúng ta cũng hiểu là sự quảng đại của bà cố như thế nào trong việc dành thời gian cho ông cố làm việc trong giáo xứ. Chính bản thân bà cố cũng tham gia các hội đoàn đạo đức như Legio hay là ra hội con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Và chính bà cố cũng tham gia một khóa ban hành giáo để phục vụ cho giáo xứ. Và trên hết, thưa quý ông bà anh chị em, tôi khi còn là chủng sinh năm 1995, khi tôi về đây hơn một tháng để giúp cho cha cố Anton Khổng Minh Số đang là quản nhiệm giáo xứ Lão Phú, thì cha Bình và cha Giáp là hai cậu giúp lễ còn bé tí hon. Và tôi đã biết gia đình từ những năm ấy. Thì hẳn là trong giáo xứ và những người thân xung quanh, bà cố đều đồng ý với tôi về nhận xét là bà cố là một người rất hiền lành, khiêm nhu, rất là ít nói, hiền lành, không bao giờ làm mất lòng ai và cũng không bao giờ to tiếng với ai. Phải chăng ẩn giấu dưới những công việc, những tần tảo của cuộc sống, những phong cách sống hiền lành đơn sơ ấy chính là một niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa Giê-xu, đấng mà trong bài đọc 2 chúng ta nghe Thánh Phao-lô nói: nếu mà cùng chết với Đức Kitô thì sẽ cùng sống lại với Người,
và tin vào Đức Giêsu chính là hành trình dìm mình vào trong phép thanh tẩy để chết đi mỗi ngày cho con người cũ của mình để sống lại với Đức Kitô. Thưa quý ông bà anh chị em, gợi nhắc lại một vài điều như thế không phải để nhắc lại những công trạng, cho bằng chúng ta thử đọc lại biến cố nhỏ nhặt trong cuộc đời chúng ta dưới ánh sáng của lời Chúa, ánh sáng của Đức Kitô phục sinh. Có lẽ hơn ai hết, bà Cố là người bây giờ có thể nói một cách rõ ràng như là ông Gióp: tôi biết rằng đấng mà tôi tin là đấng hằng sống, và chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi nhìn thấy Ngài và rận ra Ngài, chứ không phải ai khác. Hơn ai hết có thể bà Cố là những người nói với chúng ta về điều này. Thưa quý ông và anh chị em, nhắc lại một vài điều như thế cũng là để chúng ta có quyền hy vọng vào lời hứa của Chúa cho những ai trung thành bước theo Ngài. Những gì mà Chúa Giêsu nói, Thầy đi để dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến đem các con về với Thầy, đó là những lời sẽ nâng đỡ ông Cố cũng như Tang Quyến. Và lời mà Chúa nói, các con hãy tin vào Chúa, hãy tin vào Thầy, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, và Thầy chính là con đường, là sự thật và là sự sống, thì những điều này chúng ta có quyền hy vọng bà Cố cũng sẽ đã bước đi theo Đức Giêsu, bà Cố cũng sẽ được ở với Chúa trong thiên đàng. Cái sự thân mật với Chúa trên thiên đàng đã bắt đầu xây dựng từ khi còn ở trần gian này, trong những nhỏ nhặt của cuộc sống bổn phận đời thường ấy rồi. Cho nên chúng ta có quyền hy vọng và tiếp tục cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ ông Cố và Tang Quyến, cũng như chúng ta tiếp tục dấn thân như những lời Chúa nói với chúng ta: các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại là niềm hy vọng của chúng ta. Bà Cố Teresa Phạm Thị Thú suốt cuộc đời đã tin yêu phụng sự Chúa. Chúng ta cùng xin Chúa thương ban cho bà Cố Teresa được hạnh phúc nước trời. Chúa nói: hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Xin cho những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy biết trung thành giữ vững đức tin và lòng mến Chúa đến cùng, để xứng đáng lãnh phần thưởng muôn đời. Chúa nói: ai tin vào ta sẽ không chết đời đời. Xin cho bà Cố Teresa khi còn sống đã hết lòng tin yêu Chúa, giờ đây được tha thứ mọi lỗi lầm và vui hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ. Xin cho thân bằng quyến thuộc của người quá cố được Chúa thương an ủi, để hiến dâng mọi thử thách hy sinh thành lời cầu nguyện cho người thân đã qua đời. Xin Chúa
Chúa nói: Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta khi tiễn đưa bà cố Teresa về nhà cha, luôn nhớ rằng quê hương chúng ta ở trên trời, để sống tin yêu Chúa suốt đời. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin thương tha thứ mọi lỗi lầm cho bà cố Teresa và ban cho bà cố gia nghiệp nước trời. Xin cũng giúp chúng con trung tín theo Chúa đến cùng, để được chung phần hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúa là đấng hằng sống và hiển tri muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ và thánh cha. Lạy Chúa, xin thương nhìn đến lễ vật chúng con dâng và cho người con của Chúa là bà cố Teresa mới qua đời được vào chung hưởng vinh quang với con một Chúa, đấng đã dùng bí tích yêu thương liên kết chúng con nên một, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và tuyên dương Chúa sáng nay cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh truyền sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con cái thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Vinh Sơn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn bà cố Teresa mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con độc đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thế thức người dậy, chúng
ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành bí tích vượt qua để cầu cho người con Chúa là bà cố Teresa mới qua đời. Xin thương đón nhận bà cố Teresa vào nhà Chúa, nơi tràn đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con kính mời Đức Cha, Quý Cha cùng cộng đoàn an tọa. Giờ đây, Cha Vicente Nguyễn Thanh Bình có đôi lời tâm tình gửi đến Quý Cha, Đức Cha cùng cộng đoàn. Trọng kính Đức Cha Vinh Sơn, bề trên giáo phận. Kính thưa Quý Cha Cố, Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha Đồng Tế trong và ngoài giáo phận, quý bề trên, quý sơ các dòng, quý thầy chủng sinh. Kính thưa quý vị chính quyền địa phương và các đoàn thể. Kính thưa quý ban hành giáo, các giáo xứ, giáo họ, quý khách xa gần, quý cô dì, chú bác và toàn thể bà con lối xóm, lão phú quê hương. Chắc chắn biến cố mẹ con qua đời cũng đã làm cho các cha và những người quen biết mẹ con không khỏi bất ngờ. Bởi vì cũng chính giờ này cách đây 24 ngày, vào ngày 9 tháng 4, được phép của Đức Cha, con cùng với quý cha đã cùng với bố mẹ của con hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Chúa kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn. Và kính thưa cộng đoàn, sự ra đi của mẹ con ngày hôm nay thực sự là một bất ngờ đối với mọi người. Nhưng đối với bố mẹ, anh chị em chúng con trong gia đình, thì chúng con cũng đã đón nhận ngày này. Và đối với mẹ con, thì ngày 9 tháng 4 vừa qua đã là một kết thúc thật là đẹp cho cuộc đời của mẹ con. Mẹ con trở về với Chúa khi kết hôn với bố con, và trong suốt 15 năm qua luôn luôn trung tín với Chúa bằng đời sống đức tin. Và đối với mẹ con, ngày kỷ niệm thành hôn cách đây 24 ngày là một sự trọn vẹn đối với mẹ con trong cuộc đời của người Kitô hữu. Tuy nhiên, chúng con đã có sự chuẩn bị và chúng con thầm tạ ơn Chúa mỗi ngày. Vì qua gần 2 năm qua, mẹ con sống trong sự bệnh tật thì lại trở thành những cơ hội để cho chúng con có những cơ hội gần gũi mẹ con nhiều hơn, báo hiếu cho mẹ con nhiều hơn. Thế nhưng trong thân phận con người, thì sự ra đi, kết thúc hành trình dương thế để trở về nhà cha trên trời của mẹ con hôm nay, vẫn để lại nơi bố và anh chị em chúng con sự thương tiếc trước sự ra đi của người mẹ kính yêu của chúng con. Nhưng cũng chính trong thời gian qua và trong những ngày tang lễ, trong niềm tin vào sự sống đời sau, vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, và trước sự hiện diện của Đức Cha, Quý Sơ, Quý Thầy cùng toàn thể cộng đoàn trong thánh lễ tiễn đưa mẹ của con về với Chúa, đã trở thành nguồn động viên an ủi rất lớn đối với toàn thể đại gia đình chúng con trong giờ phút sinh ly tử biệt đau thương này. Trước hết, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã thương ban cho mẹ của chúng con được làm người, được trở nên là con cái của Thiên Chúa, được tham dự vào các công việc tông đồ của Chúa nơi giáo xứ. Tuy nhiên, chúng con cũng ý thức rằng với bản tính con người yếu đuối, trong suốt 71 năm làm người và 50 năm làm con cái Chúa, chắc chắn người mẹ của chúng con vẫn còn những thiếu sót với Thiên Chúa và mọi người. Nên chúng con nguyện ước nhận được lòng thương xót,
tha thứ của Thiên Chúa và mọi người. Chúng con kính mong Quý Đấng Bậc cùng toàn thể cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho mẹ của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Vì đây cũng chính là niềm mong ước và tâm nguyện mỗi ngày trong cuộc đời của mẹ chúng con khi còn tại thế, khiến người không ngừng cố gắng chu toàn bổn phận của một người Kitô hữu đối với luật Chúa và giáo hội trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tiếp đến, con xin thay lời cho bố và anh chị em chúng con nói lên tâm tình tri ân tới Quý Đấng Bậc và cộng đoàn. Gia đình chúng con xin cảm ơn Đức Cha Vinh Sơn bề trên giáo phận. Trong thời gian mẹ con lâm bệnh, Đức Cha đã thường xuyên thăm hỏi và động viên con để con động viên mẹ của con chữa bệnh. Và ngay sau khi nghe tin mẹ con được Chúa gọi về, Đức Cha đã thu xếp công việc để về chủ sự thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho mẹ của chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha tổng đại diện, quý cha cố, quý cha quản hạt, quý thầy, quý sơ đã động viên nâng đỡ gia đình con khi mẹ con lâm bệnh. Và khi mẹ con được Chúa gọi về, Đức Cha, quý cha và tất cả mọi người đã không quản ngại đến chia sẻ với gia đình con và cầu nguyện cho mẹ con. Nhất là trong thánh lễ an táng hôm nay, sự hiện diện chân quý của Đức Cha, quý cha và mọi người không chỉ là lời cầu nguyện cho mẹ con được niềm hy vọng nước trời, mà còn đem lại niềm an ủi lớn lao cho gia đình chúng con lúc này. Con xin cảm ơn quý cha trong gia đình họ Tộc, quý cha trong gia đình Linh Tông của cha cố An Tôn Khổng Minh Số, quý cha cùng lớp, quý cha thân hữu đã luôn ở bên nâng đỡ gia đình chúng con. Cách riêng gia đình chúng con xin cảm ơn cha Francisco Xavier Trần Đức Thảo đã thay mặt cho cha cố An Tôn để chia sẻ lời Chúa cho thánh lễ an táng mẹ con hôm nay. Con xin cảm ơn quý cha khóa 17 của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Hôm qua và hôm nay, quý cha đã vượt qua những chặng đường dài khác nhau để hiện diện chia buồn và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho mẹ chúng con. Gia đình chúng con xin cảm ơn cách riêng cha xứ Giuse, quý ban hành giáo và các hội đoàn giáo xứ quê hương, quý chính quyền địa phương, quý cô dì chú bác, anh chị em trong gia đình nội ngoại hai bên, miền Bắc, miền Nam, quý bà con trong tình làng nghĩa xóm, quý thông gia, liên gia, quý ông bà, cô dì, chú bác, bạn bè, thân hữu gần xa đã dành cho mẹ con những tình cảm tốt đẹp nhất khi còn sống. Và trong những ngày qua đã hiện diện chia buồn và cầu nguyện cho mẹ con. Hơn nữa còn hết lòng tận tình giúp đỡ gia đình con tổ chức tang lễ cũng như các nghi thức và thánh lễ an táng cho mẹ con hôm nay được chu đáo. Con xin cảm ơn quý cha và cộng đoàn các giáo xứ giáo họ nơi con từng hiện diện phục vụ đã luôn yêu thương và dành cho mẹ chúng con những tình cảm chân quý. Nhất là trong thời gian mẹ con lâm bệnh đã luôn thăm hỏi, động viên khích lệ và những ngày qua đã hiện diện phúng viếng và cầu nguyện cho mẹ chúng con. Đặc biệt, con xin cảm ơn quý ban hành giáo, quý các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn, gia đình giáo xứ Tân Hưng, nơi con đang phục vụ. Trong suốt thời gian qua, đã luôn ở bên gia đình chúng con, luôn thăm hỏi, động viên mẹ của chúng con vượt qua những khó khăn của bệnh tật. Và từ khi được tin mẹ con về với Chúa, quý chức và đại gia đình giáo xứ đã hiện diện và giúp đỡ cho gia đình chúng con trong tất cả các công việc lớn nhỏ trong suốt mấy ngày tang lễ. Gia đình xin cảm ơn quý y bác sĩ Bệnh viện Quân y 108, bác sĩ Hoàn. Trong suốt thời gian gần 2 năm qua, đã luôn tận tình chữa trị và chăm sóc cho mẹ chúng tôi. Gia đình xin cảm ơn Ban truyền thông giáo hạt Nam Am, các ban phục vụ tang lễ và hết thảy mọi người, cách này hay cách khác đã đồng hành và giúp đỡ gia đình trong việc tổ chức tang lễ được mọi sự tốt đẹp.
Sau cùng, con xin Đức Cha, quý cha và mọi người lượng thứ những thiếu sót của gia đình trong lúc tang gia bối rối. Sau khi tiễn đưa mẹ con tới nơi an nghỉ, con xin kính mời Đức Cha, quý tu sĩ và tất cả mọi người cùng trở về với gia đình chúng con để chia sẻ với gia đình chúng con bữa cơm trưa, để bố và anh chị em chúng con được thêm niềm an ủi. Và gia đình chúng con xin hết lòng tri ân và cảm tạ. Con xin mời Đức Cha và quý cha đứng. Con xin mời cha xứ Giuse cử hành nghi thức tiễn biệt. Anh chị em thân mến, khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này cách sức hợp theo tập tục các tín hữu, chúng ta hãy tin tưởng khẩn cầu Thiên Chúa là đấng mà mọi vật phải trung thành sống cho Ngài, cho thi hài bà cố Teresa của chúng ta đây cần được chôn cất vì xác thịt yếu hèn sẽ được Chúa cho sống lại với quyền năng và phẩm hàm chư thánh. Xin cho linh hồn bà cố Teresa được Chúa cho về hợp đoàn cùng các thánh và những người trung thành với Chúa. Nguyện xin Chúa xót thương khi xét xử, để khi đã được cứu chuộc khỏi sự chết, được giải thoát khỏi tội lỗi, được giao hòa với Chúa Cha, được vì mục tử nhân lành vác trên vai, bà cố Teresa này đáng được hưởng niềm vui muôn đời và chung phần hạnh phúc với các thánh trong đoàn hầu cận bên vua muôn đời. Teresa, dâng linh hồn Teresa lên trước đấng tối cao. Lạy Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn bà cố Teresa chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn bà cố Teresa này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tớ Cha khi bà cố còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy, lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu, mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là bà cố Teresa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy
chúng con sẽ được cùng với bà cố Teresa này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn bà cố Teresa được nghỉ yên muôn đời. Ánh sáng ngàn. Lạy Chúa, con ở giờ đây xin chúng ta cùng di quan linh cữu của bà cố Teresa ra vườn thánh và cử hành nghi thức cuối cùng tại vườn thánh. Xin cả đoàn giáo xứ chúng ta trên đường đi chúng ta đọc kinh cầu nguyện. Xin hãy nhớ rằng ba tấc đất
phận người như cơn gió, mai này về cõi hư vô. Phận người thật mong manh như chim non đậu trên cây. Ôi nhân sinh coi trời nhân vui buồn lửa thoáng mây bay. Chốn thiên thu mãi mãi chỉ có nơi Chúa mà thôi. Thu qua mùa đông về nhẹ nhàng rơi chiếc lá vàng khô. Ngày nào hoa kia khoe sắc, nay ùa vàng cùng gió bay đi. Năm tháng luôn xoay vần, thời gian ôi đã trôi qua rồi. Đời con nay trong phai tàn, như xuân sang đến rồi vụt tan. Phận người như cơn gió, mai này về cõi hư vô. Phận người thật mong manh như chim non đậu trên cây. Ôi nhân sinh coi trời vui buồn lửa thoáng mây bay. Chốn thiên thu mãi mãi chỉ có nơi Chúa mà thôi. Trên cài,
mẹ con khắc ghi trong lòng tiếng mẹ sớm hôm dạy con lớn khôn mẹ con khắc ghi trong đời dáng mẹ sớm hôm vì con hao mòn từng bước chân mẹ bước trên đồng lam màu tóc xuân bạc phai theo nắng mưa giọt mồ hôi thấm áo nâu sông đượm tô nét duyên hình dáng mẹ hiền mẹ trong lòng tiếng mẹ sớm hôm dạy con lớn khôn mẹ con khắc ghi trong đời dáng mẹ sớm hôm vì con hao anh chị em thân mến,
Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của tín hữu Chúa đây. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh, mặc dù nay còn mang thân phận cát bùn. Xin Chúa thương thánh hóa tuyệt mộ này, để người con của Chúa là bà cố Teresa được an nghỉ cho tới khi Chúa tỏa ánh tôn nhan, làm cho bà cố sống lại, để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúa là đấng hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi bà cố Teresa ra khỏi trần gian mà về với người, nên giờ đây chúng ta xin trả về lòng đất thân xác này là thân xác đã bởi đất mà ra. Nhưng vì Đức Kitô đấng đầu tiên đã từ có chết sống lại, sẽ biến đổi xác đất vật thiện của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Bởi thế chúng ta xin phó thác bà cố cho Chúa. Xin người đón nhận bà cố vào chúng bình an và cho bà cố sống lại trong ngày sau hết, sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Vì thế chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời. Xin Chúa lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa lại làm lại chúng con. Chúa đã dùng phép rửa mà thánh hóa bà cố Teresa. Đây xin Chúa thương nhận bà cố vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã lấy mình và máu Chúa mà nuôi dưỡng bà cố Teresa nơi bàn tiệc thánh. Giờ đây xin đón nhận bà cố vào nước Chúa dự tiệc vui muôn đời. Nhận lời chúng con. Lạy Chúa nhân từ, khi còn sống, bà cố Teresa đã nguyện theo ý Chúa. Nay bà cố đã qua đời, thì xin Chúa dù lòng thương tha phạt cho những hành vi tội lỗi của bà cố Teresa. Và như khi còn ở trần thế, bà cố được liên kết với đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây ước gì nhờ tình thương Chúa, bà cố cũng được hợp đoàn cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn bà cố Teresa được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Lạy Chúa, con ngã rơi vực sâu, kêu lên Chúa, xin Chúa ăn nữa. Con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy bị. Sắc mình kêu xin Chúa cho linh hồn Teresa đã qua đời. Xin Chúa cho để linh hồn ấy phải tay ma quỷ, thương quên linh hồn ấy đời đời. Một thiên anh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn đi sống đã tìm thấy Chúa. Thì khi chết mọi phải xuống và ngủ được lên thiên đàng, hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Hồn tiên đã được rồi, thì lại chúng con xin Chúa rất nhân lành vô cùng, ra phần phạt cho linh hồn Teresa đã xin cầu nguyện hôm nay hoặc còn gian nơi nữa lên tội. Thì xin mở cửa tù lạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hướng ngoài sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Chúng con trông cậy cho thánh
đương mẹ Chúa Trời, xin Chúa chế chứa bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đương nữ đồng trinh hiển vinh sáng lạn. Lời trái tim rất thánh Đức Chúa Giêsu. Lời trái tim được thánh cử thịnh rất thánh Đức Bà Maria. Và ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời. Ngài các thánh tử đạo Việt Nam. Hỡi người, hãy nhớ mình là người cho một mai người sẽ trở về vui cho cùng thân phận của con một làn gió nhẹ lung lay cũng biên tan sắc hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về bụi cho hôm nay người vui cười rồi mai đây lệ rơi đời là giấc điệp máu qua nuôi tiếc chi bóng sầu hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về bụi cho ôi muôn sự đều hão huyền dạ chặt và đau điên một điều vững bền thiên thu đức kinh yêu Chúa Trời hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về cho mau quay về cùng Chúa Trời lòng hân hoan nhảy vui đường tôi lối nguyện lùi xa Chúa sẽ thương hài hòa hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về bụi cho ôi trên đời nào ai ngờ lòng không gương tội khiến dù người chính trực chuẩn chuyên cũng may phen yêu hèn hỡi hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về bụi cho hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về đã đi rồi lòng con thương nhớ khôn mẹ đã đi rồi con không còn gọi tiếng mẹ ơi từng bước con không còn có mẹ rồi lúc đi xa quay về mong con chẳng còn thấy mẹ nơi nào con vẫn biết mẹ đã đi rồi mẹ đi về cùng Chúa tình thương nơi mẹ hằng khao khát chờ mong mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn con vẫn biết mẹ đã đi rồi nơi cõi trời là bên bờ vui con với mẹ rồi sẽ đoàn viên mà lòng con sao không hẹn nào mẹ
đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính em mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững ra cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi thay tên mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ.